Kiệt là lời thật, tình thật, Kiệt nói sự thật. Cái tâm của Kiệt mong cho tất cả trái đất của mình trở lại sống bình thường, Sài Gòn trở lại bình thường, miền Nam bình thường, miền Bắc dân hiền hòa bình thường. Kiệt không có muốn cuộc sống xáo trộn như vậy. Đời sống ngắn ngủi cần có phải mạnh khỏe, vui vẻ rồi mình mới tu tập được, chứ tối ngày cứ sầu lo, rồi lo không biết ngày mai mình sống làm sao, Covid làm sao, tiền bạc làm sao, thì tối ngày như vậy hoài á, con người của mình không có đọc kinh được, không có ổn định tinh thần được. Chuyện muốn đất nước của mình thanh bình, ai cũng vui vẻ, ai cũng khá giả, có công ăn việc làm, có cái nhà, ít nhất cũng phải có nhà, rồi ít nhất mỗi nhà cũng có cái bàn thờ, rồi đọc kinh, dạy dỗ con cái ăn hiền ở lành. Nếu kỳ không có muốn cái xã hội của nước Việt như bây giờ nó quá xáo trộn, cứ bữa nay sống không biết ngày mai mình có chết hay sống, rồi không biết ngày mai mình ăn cái gì. Như vậy Kiệt cứ lên đây Kiệt nói đạo thiên tâm đạo cha, kêu đọc kinh quý vị biết là thiệt, nhưng quý vị cũng không có đọc được vì tinh thần không có tập trung được. Muốn mà cái trượt á, đi ra khỏi cái quả địa cầu này á, thì mọi người phải thay đổi cách sống, mọi người phải hiểu ngoài giữa con người với nhau, mình còn có ở trên. Ở trên đã đem bao nhiêu đạo xuống để mà làm cho con người của mình á, tâm và nhờ, mỗi lần mình khởi ý lên á, là đều là ý thiện, chứ mình khởi ý lên ý xấu á, nó cũng giống như mình bỏ lên một cái YouTube á, mà xấu cho người ta nghe như vậy đó, làm cho nhiều người bực bội cả đêm người ta ngủ không được, thì mình bị tổn phước á. Thì trong cái đầu của người mình cũng vậy, nó cũng giống như cái tín hiệu, cái mạng vậy đó. Nếu mình phát cái tần trường tốt thì những người xung quanh nó sẽ cảm nhận được cái tần trường đó, rồi ai cũng vui vẻ. Còn mình mà đến một cái chỗ đông, mình phát ra cái tần trường cái mặt hầm hầm xấu xấu, thì lúc đó cả nguyên cái đám đông cũng sẽ chú ý và người ta cũng không có vui cái buổi đó. Thì ở ngoài đời mình cũng vậy, Kiệt mong mọi người có công ăn việc làm khá giả giàu có, rồi mỗi người mình phát ra cái tần sống vui tươi, rồi lúc đó đó cái đạo thiên tâm mới gọi là thịnh, thì lúc đó Phật Di Lặc mới xuất hiện để mà dạy cho mình những cái pháp môn để mà thoát luân hồi sanh tử. Hôm nay Kiệt nói là Kiệt là người truyền tin đi đầu, là Kiệt là người thiệt, Phật Di Lặc sẽ xuất hiện là thiệt. Những cái fan mà trên đây hâm mộ á, biết bao nhiêu người cả trên thế giới. Thường á, Kiệt hỏi mấy vị trên thế giới những người nghĩ sao và sao, thì Kiệt biết được như vậy. Những cái người mà hiểu về tâm linh thì rất là tin và tu tập theo kinh của Thiên Tâm, phải đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày để không có bị trúng bùa ngải. Đó là cái phần đó cũng một số lượng rất là đông follow Kiệt như là tin. Số lượng thứ hai là tăng ni, hơn phân nửa tăng ni tin Kiệt nhưng mà tin âm thầm, không có dám lộ liễu ra mặt và biết là Phật Di Lặc đang xuất hiện, Kiệt là đúng, Kiệt là thiệt, nhưng mà họ không có dám là lên tiếng nói. Đó là phần nửa luôn á, mấy vị nói á. Còn phần nửa tăng ni vì tu quá giỏi, chức sắc quá cao, họ rất là phản đối. Là gì? Họ cứ nghĩ là cái kinh điển và cái học vấn họ cao. Còn Kiệt là Kiệt nói từ tâm và Kiệt nói từ ở điển ở trên xuống, và những cái information, những cái thông tin mà Kiệt nhận được á, là từ quyền di cho Kiệt. Họ không có tin cái đó. Còn một số nữa là những người đời giống như bác sĩ, kỹ sư, luật sư, là gọi là kiến cận mà dày ra một đống sách đó, thì những cái người này á, đến giờ phút này thấy cái trái đất này nó náo loạn, từ động đất, thiên tai, hỏa hoạn, Covid từ nơi này đến nơi khác, người khiêng xác không kịp chôn, đổ như là đổ đất vậy đó. Thì những học vấn, trí thức, siêu trí thức, đại trí thức, quá trời trí thức luôn, thì những người này họ cứ cần ngợ không biết có nên tin Kiệt không, hay là không tin, tin hay không tin, tin hay không tin, tin tôi.